Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Giao Lộc PCT. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì lưu ý kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Đấy, anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Có hai số điện thoại này, một số này đang Zalo em động khóa. Anh em kết bạn Zalo số này để được tư vấn trực tiếp. Thì kẹo thì bao đều, bao đẹp, bao chuẩn. Đấy, em quay hàng như nào em gửi hàng cho anh em như vậy. Thì hiện tại bây giờ là hàng FX Egon và hàng hộp vàng là hàng chuẩn nhất. Đấy, hàng FX Egon và hàng hộp vàng là hiện tại là bây giờ anh em đang chơi nhiều nhất và thông dụng nhất. Đấy, còn hàng rẻ hơn thì vẫn có, bên em vẫn phục vụ anh em. Vẫn là hàng 350.000 một ký là em chưa bao cước vận chuyển. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu một cho anh em, phục vụ anh em. Đấy. Thì thứ nhất là hàng rẻ bên em trước ạ. Thì hàng rẻ bên em là hàng 350.000 một ký. Đấy, 350.000 một ký nhé. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển. Đấy, cước vận chuyển này thì tùy theo vùng miền của anh em. Loại này là hàng chì đun đóng máy. Đấy, nó bem một cự ly là 450 mét. Đấy, tùy theo cây củi của anh em. Loại này thì đảm bảo chuẩn chất lượng. Hàng đều, váy tất cả hay váy hai tầng anh em nhé. Đấy, hàng đều, váy hai tầng. Đấy, thì quay thực tế cho anh em như nào em sẽ gửi hàng cho anh em thế, bao đúng kích thước cũng chuẩn, không sai hàng thì em đổi trả cho anh em là chuyện bình thường. Đấy, đây là hàng rẻ nhất bên nhà em là 350.000. Đấy, hàng chì mềm nha anh em ấy. Đấy, chì mềm cực kỳ chất lượng luôn. Đây là hàng rẻ. Còn nếu mà anh em có một thẻ trải nghiệm ra một hai cái mẫu kẹo như mẫu kẹo hộp vàng và mẫu kẹo Epic Egon nội địa và nhập. Đấy, thì đây trên tay em đây là hàng chì hàng hộp vàng. Hàng hộp vàng loại này. Loại này nhá, thì bao test luôn cho anh em tầm 890 m, 7-890 m, tùy từng cây củi, tùy từng cấu hình. Loại này thì đóng máy, chì đun. Đấy, khuôn nhập đấy, lên chất lượng của nó thì đảm bảo chuẩn. Anh em ạ, chất lượng của nó đảm bảo chuẩn. Anh em nhìn váy này, rất chi sắc led. Đấy, đầu lố này. Anh em bật chế độ SD nhé, xem cho led. Đấy, đầu váy này. Đấy, 10 viên như một. Hàng đây là hàng hộp vàng bên nhà em. Thì nói thật ra là màu trắng với màu đen là khác nhau là da oxy hóa. Đấy, để lâu rồi nó thế. Còn hàng trắng ra làm phát là thấy ra hàng trắng. Đấy, còn cái chì này lặng, không pha được mấy cái gì ạ. Anh em lưu ý cho em thế. Đúng không ạ? Tiếp theo là giới thiệu luôn cho anh em hàng hộp FX Egon. FX Egon này, hàng này là hàng nhập Trung Quốc, tất cả là Trung Quốc. Khi anh em nhận hàng về thì anh em có em gửi hàng ấy có thể là nhầm, tại vì bọn em đóng một ngày bao nhiêu đơn hàng nên là có thể nhầm. Nhưng mà khi anh em nhận hàng FX Egon này, thứ nhất là anh em nhận hàng nhận dạng cho em là cái tem. Ở cái tem này, nhận dạng cho anh em ở cái tem. Và cái tem niêm phong này luôn luôn có. Đấy, để chống chỉ định là hàng này là hàng FX Egon nhập Trung Quốc. Đấy, chỉ định là như vậy. Thì loại này thì hàng chất lượng đảm bảo chuẩn luôn cho anh em, bao cho anh em là 90 mét đổ lên. Đấy, hàng này hàng nhập Trung Quốc nhé. Và em hiện tại đang có bán là một hộp 6 lạng 350.000, một hộp 6 lạng 350.000 là em bao cước vận chuyển rồi. Một hộp 6 lạng 350.000 là em bao cước vận chuyển rồi. Mỗi một cái hộp tem niêm phong đấy là 350.000. Đấy. Thì cái hàng FX Egon này là hàng chì mềm. Đấy, cam kết luôn cho anh em độ chuẩn tầm xa, tầm có thể lên đến 130 mét là đều bình thường. Đấy, còn cái chất lượng kẹo thì đây, váy hai tầng. Đấy, đều đẹp. Mẫu này thì ngang với mẫu HM Hen. Đấy, chuẩn chỉ luôn. Em nhìn xem, chất lượng 10 viên như một. Đây là hàng nhập, nhập Trung Quốc anh em nhé. Đấy, anh em xem độ đều của nó khá là ổn định luôn. Đấy, thì là một, em có thông báo cho anh em là một số cái chi tiết để anh em biết, để anh em trải nghiệm thử xem là kẹo như thế nào và chất lượng ra sao. Thì giới thiệu sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ không kiểm, không xem hàng. Cảm thấy tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đi số khác. Xin chào anh em.